No! God! Tao giận hết. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mình. Này mà chạy xe này á, chúng tôi là khởi động không được với con Renault à. Anh bị sao ta? Mắt thằng Tông sau đây. Đúng rồi, đuổi đi. Em nào lên đây. No, God! Lại là mình sẽ ít tội luôn. Nó qua được rồi. Mày rip đi, mày rip đi. Mày rip đi. Điều luôn. Lại là thanh niên sĩ. Nó đúng nhỏ luôn á. Thôi được rồi, về đích thôi. À bà nói đừng cú hè ra, nhưng mà đất tiếc bị gặp với mình thì bất lực. Điều phát động đã ghê. Nó nhìn chấp đúng mạnh luôn. Tao giận hết. Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mới nhát rồi. Chết thật. Cái này mày lọt rồi đó. Có một rồi. Mày thấy cũng có mấy thằng qua được mà ta. Có thanh niên đồ ghê đấy. Cứ bám sát đi. Lọt ngay. Không phanh thì thôi. Chặn mấy phanh như vậy đó. Xong như nào nữa ta. Nó làm một pha thì nó mất xác luôn. Bắt đầu bám rất ghét. Chơi nó thêm lần nữa. Hay gì này. Mà định tông cái thằng chiến thần trên tôi thôi mà tự nhiên này tới tông luôn. Thank you.
vậy? Cái này là cây nè, cây cứu nè. Nhưng mà nghĩ sao lấy xe đó tông xe này. Không hiểu nghĩ gì luôn nha. Nghĩ cũng cay thế bạn chiến thần. Bị tông tới khi tông lại mình thì mình đuổi gian mất sát. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ sát đi, cứ dí sát sát vậy đó. Mình thích lắm. No, God. Mẹ, mình không qua được luôn. Cứ tông mình lọt xuống luôn. Qua là hết giấy liền. Miễn tông ở chỗ này. Sụi đơ, cái này bị tông sụi đơ luôn. Cho tao lên đi, tao tông kia cho. Gắt thế. Ai cho win, ai cho vậy? Siêu diễn các kiểu rồi. Map này thì vẫn cái chỗ hiện tại này thôi. Mày chạy quá. Nào quá. Quá hổ tao luôn. Thế mà đợi mấy khúc nào mà nó kiểu như cua siêu chuyển hướng hai phanh nữa tông nó dễ chứ nó rất lớn quá khó tông khó bay lắm. Nói chung thì lâu lâu rồi nhân dịp cái con xe này ra thì làm clip cho vui thôi, tông vui thôi chứ nhiều lúc mà làm mấy clip tông kiểu này cũng có nhiều bạn không mình chữ rồi mình cũng ngại. Ngại nhưng nghiện vẫn nghiện. Ok thì clip mình đến đây thôi nha.
Các bạn xem clip thứ hai thì cho một like ủng hộ mình nhé các bạn. Còn bạn nào thích cái series này thì nhớ thì chia sẻ clip nha. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau nha. Bye bye.